Ngày 2 tháng 11, tờ NP của Uruguay và kênh T-Sport Argentina xác nhận tiền đạo kỳ cựu Luis Suarez đã đạt thỏa thuận với câu lạc bộ Inter Miami. Anh sẽ đến Miami trong tháng 12, ký hợp đồng và tái hợp với người bạn thân Messi. Mọi thỏa thuận giữa Suarez với Inter Miami đã hoàn tất. Ngôi sao tiền đạo 36 tuổi này sẽ ký hợp đồng có thời hạn 1 năm đến tháng 12 năm 2024 và tùy chọn gia hạn 1 năm kế tiếp. Suarez sẽ đến Miami trong tháng 12 tới đây, xem xét và điều chỉnh một vài chi tiết nhỏ trước khi ký hợp đồng với Inter Miami. Suarez cũng sẽ nhờ Messi tìm kiếm cho mình một ngôi nhà tại Miami, tờ NP cho biết. Cùng thời điểm, kênh T-Sport cũng xác nhận thông tin từ tờ NP, Suarez và Messi chắc chắn tái hợp tại Inter Miami. Họ sẽ cùng nhau thi đấu trong một chặng đường còn lại của sự nghiệp trước khi cả hai cùng giải nghệ tại câu lạc bộ Inter Miami. Cũng theo kênh T-Sport, với quyết định của Suarez, khả năng Messi quay lại câu lạc bộ Newell's Old Boys, Argentina để thi đấu trước khi kết thúc sự nghiệp như tin đồn gần đây khó xảy ra. Câu lạc bộ Inter Miami có thể là đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp của Messi ở cấp câu lạc bộ thi đấu đến khi giải nghệ, với người bạn thân Suarez hiện đã đồng ý gia nhập. Messi và Suarez từng có thời gian thi đấu với nhau tại câu lạc bộ Barcelona trong 6 năm, giai đoạn năm 2014 đến năm 2020, đoạt đến 13 chức vô địch. Suarez cũng ghi cho Barcelona đến 198 bàn thắng. Ngôi sao kỳ cựu này đóng vai trò quan trọng trong mùa giải 2015 khi đội bóng xứ Catalan đoạt đến 5 chức vô địch, trong đó bao gồm cú ăn 3 khi vô địch giải La Liga, vô địch Champions League và vô địch Cúp Nhà Vua. Suarez hiện thi đấu cho câu lạc bộ Grêmio của Brazil từ năm 2022, tiếp tục là chân sút ghi bàn hàng đầu với tổng cộng 22 bàn sau 46 trận thi đấu. Anh đã đạt thỏa thuận kết thúc sớm hợp đồng với câu lạc bộ Grêmio vào tháng 12 tới đây khi mùa giải ở Brazil kết thúc, để gia nhập Inter Miami cùng Messi và hai đồng đội cũ khác là Jordi Alba và Sergio Busquets.